Gieo dinh dưỡng cho mèo là sản phẩm không còn mới mẻ đối với những người nuôi mèo những năm gần đây. Vậy sản phẩm này có thực sự cần thiết cho mèo không? Hãy xem hết video này để tìm hiểu cụ thể nhé. Gieo dinh dưỡng cho mèo là tên gọi cho các loại thực phẩm dạng gieo thường đựng trong tiếp hoặc trong gói nhỏ có chức năng bổ sung dinh dưỡng cho mèo như vitamin, canxi, hoặc tổng hợp các dưỡng chất để hỗ trợ giải quyết một vấn đề về sức khỏe cho mèo trong một thời điểm nhất định ví dụ như gieo dinh dưỡng cho mèo con sẽ bổ sung thêm canxi cho sự phát triển của khung xương gieo tiêu búi lông cho mèo có chức năng hỗ trợ tình trạng búi lông ở mèo lông dài gieo cho mèo vừa mới phẫu thuật nhằm tăng cường dinh dưỡng cho mèo nhầm lẫn của rất nhiều sen nuôi mèo chính là gieo dinh dưỡng cho mèo nào cũng như nhau tuy nhiên không phải vậy Hãy cùng chúng tôi điểm qua một số loại gieo cho mèo phổ biến và công dụng của chúng nhé. 1. Gieo cho mèo tổng hợp đây là loại gieo dinh dưỡng phổ biến nhất với chức năng cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết thúc đẩy sự tăng trưởng và hồi phục sức khỏe của mèo. Bên cạnh gieo dinh dưỡng tổng hợp còn có các loại gieo dinh dưỡng cung cấp vitamin cho mèo, gieo dinh dưỡng cung cấp canxi cho mèo phù hợp sử dụng cho đa dạng đối tượng như cho các bé mèo con còi cọc kém phát triển, mèo mẹ mang thai, mèo chán ăn hoặc mèo sau phẫu thuật. Những thương hiệu gieo dinh dưỡng cho mèo tổng hợp phổ biến nhất như gieo dinh dưỡng vơ bác sản phẩm này có thể dùng cho cả chó và mèo. Với dạng gieo trong màu nâu, giàu năng lượng và ngon miệng, đa dụng, dễ dàng mua được tại các pet shop. Ngoài ra còn một số sản phẩm ở phân khúc giá rẻ hơn như Nuvita Gel hoặc Mantivitamin Pet. 2. Gel cho mèo chức năng dưỡng và làm đẹp lông. So với loại gel dinh dưỡng tổng hợp thì loại gel này có chức năng rõ ràng và cụ thể hơn là bổ sung các dưỡng chất hỗ trợ sức khỏe da, lông của mèo, đặc biệt là các bé mèo lông dài, lông xù. Thành phần chính của loại gel dinh dưỡng này là vitamin E, các axit béo như omega 3, 6 và đảm nhận các chức năng, giảm các triệu chứng ngứa và dị ứng trên da, giảm dụng lông, làm lành vết thương trên da, mượt da, lông, giảm sự tiết chất nhờn trên da. Gieo dinh dưỡng trị búi lông cho mèo bổ sung chất xơ từ thực vật, lúa mạch, hỗ trợ cho nhu động ruột, giúp mèo dễ dàng thải các búi lông thông qua đường bài tiết, đồng thời hạn chế sự hình thành búi lông các thương hiệu phổ biến như Megadom của Vơ Bắc hay gel Jim Kết hỗ trợ làm đẹp da lông mèo. Có nhiều lý do khiến bé mèo không đủ khả năng tự nhai thức ăn và gel dinh dưỡng có thể hỗ trợ mèo ăn uống tốt hơn, đầy đủ dinh dưỡng hơn. Với cấu trúc gel mềm hoặc lỏng, có thể cho mèo ăn trực tiếp, hoặc trộn chung với thức ăn khác, giúp cho việc tiêu thụ thức ăn của mèo dễ dàng ngoài ra những trường hợp bạn nên sử dụng gieo dinh dưỡng là mèo bị stress mèo bị ốm sau phẫu thuật hoặc mèo kén ăn khi môi trường sống thói quen của mèo bị thay đổi sẽ làm mèo căng thẳng và bỏ ăn để giúp mèo bình tĩnh nhanh hơn và kích thích vị giác trở lại thì gieo dinh dưỡng thơm ngon là một lựa chọn tốt các vấn đề bên trong cơ thể cũng có thể khiến mèo bỏ ăn và rất nguy hiểm sẽ làm mèo dễ dẫn đến kiệt sức nếu không được bổ sung dinh dưỡng kịp thời sau phẫu thuật khi vết mổ còn đau thì thức ăn hàng ngày của mèo như hạt khô hoặc pate sẽ khiến mèo khó tiêu hóa gây đau đớn khi đi vệ sinh gieo dinh dưỡng cho mèo trong giai đoạn này sẽ phù hợp hơn với mèo kén ăn so với hạt khô thì chúng sẽ thích gieo dinh dưỡng thơm ngon hơn nếu bạn muốn bổ sung dưỡng chất tốt cho da lông của mèo nhưng mèo lại quá kén ăn thì gieo dưỡng lông là một lựa chọn tốt vậy không dùng gieo dinh dưỡng thì có sao không câu trả lời là hoàn toàn không sao nếu như khẩu phần ăn hàng ngày của bé mèo đã đạt yêu cầu đủ các chất dinh dưỡng cần thiết và bé mèo cũng không gặp vấn đề sức khỏe gì thì bạn không cần phải bổ sung gieo dinh dưỡng cho mèo nên nhớ gieo dinh dưỡng cho mèo là một dạng thực phẩm chức năng không nên được dùng để thay thế cho bữa ăn hàng ngày của mèo hoặc thuốc thú y chỉ nên cho mèo ăn vào những giai đoạn cần thiết tuyệt đối không nên lạm dụng vì sẽ làm mèo trở nên kén ăn hơn tất cả sản phẩm gieo dinh dưỡng cho mèo đều có hướng dẫn cho ăn hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trên bao bì hoặc tham khảo ý kiến của bác sĩ thú y liều lượng phù hợp với chú mèo của bạn thiếu chất tất nhiên là không tốt nhưng thừa chất cũng là một việc nguy hiểm video đến đây là hết rồi bạn có hay cho mèo dùng gieo dinh dưỡng không hãy để lại bình luận phía dưới nhé nếu thấy video này hữu ích đừng quên ấn like subscribe để ủng hộ chúng tôi có thêm động lực ra thêm những video tiếp theo nhé chúc bạn một ngày nhiều niềm vui